Chuyện nhà tình báo, đại tá Phạm Ngọc Thảo. Những giọt nước mắt của ông Mười Hương. Trong lịch sử tình báo ta, câu chuyện ly kỳ như Phạm Ngọc Thảo là hãn hữu. Nếu bỏ qua không nghiên cứu đến nơi đến chốn, là thiếu trách nhiệm đối với công cuộc tích tụ kho tàng tình báo Việt Nam. Lời tướng Nguyễn Đức Chí, tức Sáu Chí, nguyên thủ trưởng cơ quan tình báo miền. Tấm hình đăng kèm đây là do nhà báo Chin Ka Chong của hãng tin Bala News của Nhật Bản chụp Phạm Ngọc Thảo mang lon đại tá quân đội Sài Gòn lúc chỉ huy cuộc đảo chính ngày 19 tháng 2 năm 1965, lật đổ chính quyền Nguyễn Khánh. Ông Chin đã gửi tặng tấm hình cho chúng tôi trong dịp sang lại Việt Nam cách đây không lâu. Ông bảo ông đã hai lần gặp Phạm Ngọc Thảo. Ông kể lại không khí của cuộc đảo chính mà ông trực tiếp chứng kiến hồi đó. Nhưng ông không lý giải được về hoạt động của vị đại tá này dù ông rất ngưỡng mộ. Cho đến nay, Phạm Ngọc Thảo vẫn còn là một bí ẩn khó có thể giải mã. Không phải vì xung quanh ông vẫn còn những bí mật quân sự, cũng không phải xung quanh ông có những điều nhạy cảm khó nói. Khó giải mã là do tầng tầng lớp lớp những biến cố lịch sử, những quan hệ, sự thiên biến vạn hóa của chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật, nghệ thuật chiến tranh tồn tại trên chiến trường, trên chính chiến trường và trong cuộc sống, nhưng nằm ngoài sách vở và các bản tổng kết. Sau khi bộ phim nổi tiếng Ván Bài Lật Ngửa bắt đầu công chiếu từ năm 1982, khi biết nhân vật Nguyễn Thành Luân được nhà văn Trần Bạch Đằng xây dựng dựa trên nguyên mẫu là Phạm Ngọc Thảo, những giai thoại về Phạm Ngọc Thảo dần dần lưu truyền rộng rãi trong dân chúng. Nhà văn, nhà cách mạng Trần Bạch Đằng từng là bí thư đặc khu ủy Sài Gòn, Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ, là một trong số rất ít người biết rõ Phạm Ngọc Thảo. Nhưng Ván Bài Lật Ngửa vốn là một cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim. Tất nhiên, Nguyễn Thành Luân dù mang dáng dấp Phạm Ngọc Thảo nhưng vẫn là một nhân vật hư cấu. Lúc ấy ngôi mộ của Phạm Ngọc Thảo vẫn chỉ là một tấm mồ vô danh. Mãi đến ngày 30 tháng 8 năm 1995, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo mới được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lý do của sự chậm trễ này chưa bao giờ được công bố chính thức sau năm 1987. Báo chí trong nước có viết một số bài về Phạm Ngọc Thảo, nội dung còn sơ lược, chủ yếu dựa vào lý lịch và bản thành tích được công bố. Trong khi ở nước ngoài, nhiều người từng ở phía bên kia, quen biết Phạm Ngọc Thảo cũng viết về ông. Bên cạnh việc thuật lại các góc độ khác nhau những sự kiện mà họ chứng kiến là những phỏng đoán, nhất là sự phỏng đoán xung quanh hai vấn đề mà họ không giải thích được. Vì sao mãi tới 12 năm sau ngày hòa bình nhà nước Việt Nam mới chính thức công nhận Phạm Ngọc Thảo là người của mình? Nếu Phạm Ngọc Thảo là tình báo Việt Cộng, thì khi cuộc đảo chính tháng 2 năm 1965 thất bại, ông hoàn toàn có thể chạy ra căn cứ một cách an toàn. Nhưng vì sao ông không đi mà lại ở tại một xứ đạo để cuối cùng phải chết một cách bi thảm? Không thể đem những lý lẽ thông thường để luận giải cuộc đời bi tráng của người anh hùng phi thường này. Giữa một rừng gươm giáo hiểm áp, ông như một nghệ sĩ xiếc đi trên dây. Bên phải thì địch muốn giết, bên trái thì ta cũng muốn giết. Ông hiên ngang lật ngửa ván bài và chơi tới tận cùng. Địch coi ông là tên Việt Cộng nằm vùng nguy hiểm. Ông không ngại, thậm chí còn viết báo công khai ca ngợi tinh thần vì dân vì nước của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chống Pháp. Ngại nhất là ta, bởi vì ngay tại sở chỉ huy của kháng chiến cũng chỉ vài người được biết ông là người của ta. Nên khi ông thả hàng ngàn tù binh chính trị, cơ quan chỉ huy kháng chiến cấp dưới lập tức kết luận ông là tên tỉnh trưởng bị dân nguy hiểm nhất cần phải trừ khử. Ông đã nhiều lần thoát chết, không phải do sự nương tay của ta mà là do may mắn. Sinh thời cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt bao giờ cũng rơm rớm nước mắt mỗi khi nhắc đến Phạm Ngọc Thảo. Ông bảo Phạm Ngọc Thảo do đích thân ông Lê Duẩn giao nhiệm vụ ở lại miền Nam làm tình báo chiến lược, không phải để cung cấp tin tức, mà đi sâu vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền Sài Gòn nhằm xoay chuyển thời cuộc, chuẩn bị cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Đối với ông Võ Văn Kiệt, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo kiệt xuất, là người anh hùng, hội tụ đủ nhân, trí, dũng. Ông vẫn tiếc là không cứu được Phạm Ngọc Thảo mặc dù ông đã làm hết cách. Còn ông Mười Hương thì vừa nói đến Phạm Ngọc Thảo đã khóc như một đứa trẻ. Lần đầu gặp ông, khi chúng tôi hỏi vì sao Phạm Ngọc Thảo được công nhận liệt sĩ và phong anh hùng chậm như vậy, ông nức nở. Phong anh hùng 10 lần cho Phạm Ngọc Thảo cũng xứng đáng, nhưng chưa thể được vì vợ con ông Thảo đang ở Mỹ. Khi chiếu phim Ván Bài Lật Ngửa, tôi gọi cho ông Trần Độ, lúc ấy làm trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, bảo hãy cấm cái phim đó đi, đừng làm hại vợ con Phạm Ngọc Thảo. Ông Phạm Xuân Ẩn từng nói với chúng tôi rằng, sau khi Phạm Ngọc Thảo bị giết chết, chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu đã đề nghị chính quyền Mỹ trục xuất vợ con ông Thảo. Lúc đó ở Mỹ có một cuộc
vận động bảo vệ vợ con ông Thảo. Ngay cả những nhà báo chống Mỹ, chống cộng cũng phản đối sự trục xuất này. Vì vậy vợ con ông Thảo vẫn bình an vô sự cho đến bây giờ. Sự lo xa của ông Mười Hương là tình nghĩa rất đáng trân trọng. Giọt nước mắt của ông đủ để giải thích vì sao Phạm Ngọc Thảo chậm được thừa nhận một cách công khai. Quốc gia đại sự không bao giờ bỏ sót cái tình, và suy cho cùng cũng vì cái tình mà có quốc gia đại sự. Trước khi viết loạt bài này, ngoài việc nghiên cứu những tài liệu ghi chép từ các nhà tình báo não thành hoạt động trong mạng lưới tình báo miền, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với ông Mười Hương, như là ông Trần Quốc Hương, nguyên bí thư Trung ương Đảng, người trực tiếp tổ chức hoạt động cho những nhà tình báo lừng danh Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ. Sau hiệp định Geneva, trao đổi với cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, với ông Sáu Chí, ông Mười Nho, người phụ trách công tác tình báo đặc khu Sài Gòn Gia Định đầu những năm 1960. Chúng tôi còn gặp lại một trong hai nhân vật được tỉnh ủy Bến Tre giao nhiệm vụ ám sát Phạm Ngọc Thảo. Chúng tôi cũng đã có dịp nói chuyện với cựu Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ Nguyễn Cao Kỳ, người lên chức Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, Thủ tướng ngay sau khi cuộc đảo chính năm 1965 thất bại. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến ông Thảo trên báo chí Sài Gòn trước năm 1975. Những bài báo gây sốc của Phạm Ngọc Thảo đã tạo một tiếng vang lớn. Chúng được giới quân sự, chính trị ở Sài Gòn cũng như các chuyên gia CIA và tình báo nước ngoài rất quan tâm. Họ soi rất kỹ để biết Phạm Ngọc Thảo là ai. Ngay cả cấp trên của ông Thảo cũng hồi hộp lo lắng về nước cờ cao nhưng liều lĩnh của ông. Nước cờ cao này sẽ khiến cho những kẻ chống cộng tầm thường nghĩ ông là cộng sản nằm vùng. Dù bọn họ là số đông nhưng ông không quan tâm, họ không phải là đối tượng để ông gửi thông điệp. Thông điệp mà Phạm Ngọc Thảo muốn gửi tới là Ngô Đình Nhu và bộ tham mưu cao cờ của ông Nhu, đặc biệt là Trần Kim Tuyến. Quả nhiên, những bài báo đó không lọt khỏi mắt xanh của Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến. Đây chính là thứ mà họ Ngô cần. Muốn xây dựng một quân đội thực sự là quân đội quốc gia thì không thể không dựa trên lý luận quân sự được trình bày trong những bài báo của Phạm Ngọc Thảo. Thông điệp mà Phạm Ngọc Thảo gửi tới phù hợp với đường lối chiến lược của anh em họ Ngô. Muốn chiến thắng cộng sản, muốn xây dựng một quân đội, một chế độ độc lập thì phải nằm theo cách của Việt Minh. Lịch sử đệ nhất Cộng Hòa sau này cho thấy họ Ngô tuy nhận viện trợ của Mỹ nhưng không nghe lời Mỹ, không để người Mỹ can thiệp quá sâu vào chế độ, vì vậy mà bị Mỹ đạo diễn lật đổ. Ông Kiệt gặp ông Thảo nhiều lần, từ sau cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đến sau cuộc đảo chính ngày 19 tháng 2 năm 1965. Theo ông Võ Văn Kiệt, nhiệm vụ mà ông Lê Duẩn giao cho ông Thảo làm là tìm cách thâm nhập càng sâu càng tốt vào bộ máy chính quyền Sài Gòn và tùy cơ ứng biến. Ông Thảo không phải là một điệp viên, không có trách nhiệm báo cáo bất cứ chuyện gì với bất kỳ ai. Khi có việc cần thiết có thể trao đổi với lãnh đạo nào mà ông Thảo thấy đủ tin tưởng, nếu không thấy cần thiết thì không trao đổi. Ông Thảo hoạt động độc lập, tự do hành động, không bị bất cứ một chế định nào. Việc ông Kiệt gặp ông Thảo là do chính ông Thảo chủ động cho người thân liên lạc để bàn bạc giải pháp. Ông Kiệt không có chỉ thị, ông Thảo phải gặp ông. Sau khi thống nhất đường hướng, phương thức hoạt động với ông Mười Hương, Phạm Ngọc Thảo vào Sài Gòn bắt đầu tàng hình bằng một ván bài lật ngửa. Theo ông Mười Hương, nếu không thừa nhận anh em Ngô Đình Diệm là những người yêu nước theo cách của họ, nếu không thừa nhận họ là những người có tinh thần dân tộc, muốn xây dựng một chế độ quốc gia không cộng sản, thì Phạm Ngọc Thảo khó mà dám ngửa bài. Ông Mười Hương cho rằng, thực tế Ngô Đình Diệm luôn mơ ước có những trí thức yêu nước, có tầm cỡ bên cạnh mình, như cụ Hồ có những người như ông Hoàng Minh Giám bên cạnh. Cần biết Ngô Đình Diệm nổi tiếng chống cộng, nhưng Ngô Đình Diệm trong thâm tâm bao giờ cũng nể phục cụ Hồ và chưa bao giờ dám xúc phạm đến cụ Hồ. Phạm Ngọc Thảo tất nhiên không thể giấu cái lý lịch kháng chiến ai cũng biết của ông, nhưng ông không hồi tránh để trở về với chính nghĩa quốc gia. Như một số người, vì làm như vậy là biến thành một thây ma, là tự vô hiệu hóa vai trò của mình. Ngược lại, ông không những chủ động công khai lý lịch kháng chiến đó, mà còn không công khai tự hào về quãng đường mình đã theo Việt Minh chống Pháp. Để tiếp cận với gia đình họ Ngô, nguồn gốc trí thức công giáo đã đành là một lợi thế, nhưng chưa đủ. Ông đã khôn ngoan biến cái lý lịch kháng chiến thành một lợi thế thứ hai, lợi hại hơn. Khi về Sài Gòn, sau khi thu xếp nơi ăn trốn ở cho gia đình, ông không vội tiếp cận với gia đình họ Ngô mà ung dung đi dạy học. Vợ ông cũng vậy, nhưng Sài Gòn lúc đó rất rối ren,
Chính quyền một mặt phải đối phó với lực lượng các giáo phái và lực lượng thân phái, một mặt giáo giết nùng bắt những cán bộ Việt Minh không đi tập kết nhưng không hồi tránh để trừ hậu họa. Phạm Ngọc Thảo không hồi tránh nên tất nhiên không có giấy tờ hồi tránh. Ông bị an ninh quân đội nhiều lần truy bắt, phải rất khôn ngoan ông mới trốn thoát. Không thể ung dung ở Sài Gòn được nữa, ông về Vĩnh Long theo dự định ban đầu. Theo kế hoạch, việc đầu tiên ông làm là đến thăm giám mục Ngô Đình Thục, anh ruột Ngô Đình Nhiệm, Ngô Đình Nhu. Đức cha Thục rất thân thiết với gia đình Phạm Ngọc Thảo, từng là người làm lễ rửa tội cho ông và coi ông như con nuôi. Trong kháng chiến chống Pháp, Phạm Ngọc Thảo từng mời Đức cha vào chiến khu để thông qua vị giám mục này mà tranh thủ đồng bào công giáo ủng hộ kháng chiến. Lần này, Phạm Ngọc Thảo đến thăm với sự lễ phép của một tín đồ ngoan đạo khiến vị giám mục vô cùng cảm động. Ngô Đình Thục đã bảo lãnh cho Phạm Ngọc Thảo vào dạy tại một trường học. Sau đó cũng từ sự giới thiệu của Đức cha Thục, Phạm Ngọc Thảo quay lại Sài Gòn làm việc tại viện hối đoái do ông Huỳnh Văn Lang, một học trò cũ của Đức cha Thục, làm giám đốc. Trở lại Sài Gòn lần này, ông hoàn toàn không bị an ninh quân đội làm khó dễ, vì ai mà dám động đến người của Đức cha. Sau khi Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại nên làm tổng thống, giám mục Ngô Đình Thục liền tiến cử ông Thảo với ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, bảo đây là một nhân tài cần được trọng dụng. Gia đình họ Ngô, anh nói em nghe, rất có khuôn phép nên đương nhiên Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu chấp nhận sự tiến cử này. Tuy nhiên, do chưa thấy ông Thảo có tài năng gì đặc biệt nên họ cũng chỉ bố trí cho những chức vụ khiêm tốn như đại úy đồng hóa, tinh đoàn trưởng bảo an. Mối quan hệ với Huỳnh Văn Lang tạo thêm cho Phạm Ngọc Thảo một lợi thế. Viết báo thể hiện mối quan hệ với Huỳnh Văn Lang tạo thêm cho Phạm Ngọc Thảo một lợi thế. Viết báo để thể hiện mình. Năm 1957, ông Huỳnh Văn Lang khi ấy là giám đốc viện hối đoái và là bí thư niên kỳ Nam Bắc Việt Nam của Đảng Cần Nao, đã cho xuất bản tạp chí Bách Khoa. Phạm Ngọc Thảo được mời làm một thành viên sáng lập và tham gia ban biên tập tạp chí. Tờ Bách Khoa qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn tồn tại cho đến năm 1975. Phạm Ngọc Thảo có mặt từ số báo đầu tiên và chỉ tính riêng trong năm 1957 và năm 1958. Ông đã cho đăng liên tục và dồn dập hàng loạt bài trên tạp chí này, tập trung đề tài về quân sự, thế nào là một quân đội mạnh. Bách Khoa số 1 năm 1957, đánh giặc mà không giết người. Bách Khoa số 2, góp ý kiến về thiên mưu công binh trong binh pháp Tôn Tử. Bách Khoa số 3, một số ý kiến về lãnh đạo tinh thần một đơn vị quân đội. Bách Khoa số 4, vấn đề kinh tế tự túc trong quân đội. Bách Khoa số 5, số 6, lực lượng quân sự, cơ động và lực lượng địa phương. Bách Khoa số 13, quân đội và nhân dân. Bách Khoa số 14, quân đội bình định đem lại bình an hay oán hận. Bách Khoa số 16, quan niệm về quân sự hiện đại. Bách Khoa số 17, vân vân. Những bài báo đó thể hiện tác giả của chúng có kiến thức uyên bác của một nhà chiến lược quân sự và thực tiễn sinh động của một nhà cầm quân, nhưng lại gây sốc, công khai ca ngợi chiến công chống ngoại xâm và hành động vì dân vì nước của quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, lên án những hành vi phi nghĩa của quân đội phản nhân dân, trở về với chính nghĩa quốc gia. Như một số người, vì làm như vậy là biến thành một thây ma, là tự vô hiệu hóa vai trò của mình, phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước. Phần 2. Gia thế. Vì sao con cái một gia đình đại địa chủ, đồng thời là dân Tây và là công giáo toàn tòng, lại đồng loạt đi tham gia kháng chiến? Không chỉ tham gia kháng chiến mà còn đem hết gia sản ra ủng hộ kháng chiến. Phạm Ngọc Thảo xuất thân từ một gia đình trí thức giàu có ở Vĩnh Long theo đạo công giáo toàn tòng. Thân sinh của ông là cụ Adrian Phạm Ngọc Thuần, một kỹ sư trắc địa và là một điền chủ giàu có nổi tiếng ở Nam Bộ, mang quốc tịch Pháp. Anh chị em ông cũng có quốc tịch Pháp nên sang Pháp du học, đều trở thành các bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Dù học ở Pháp, dù là dân Tây, dù có cuộc sống giàu sang, nhưng anh chị em Phạm Ngọc Thảo đều hướng về đất nước, đều khát khao giành độc lập cho Tổ quốc. Anh ruột ông, luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần, tham gia thanh niên tiền phong chống Pháp cùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch từ năm 1943. Sau đó tham gia khởi nghĩa giành chính quyền và làm đến chức Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ. Sau năm 1954, tập kết ra Bắc làm đại sứ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Một người anh khác, ông Lucien Phạm Ngọc Hùng, cũng từ Pháp về nước tham gia kháng chiến.
sau này là ủy viên Hội đồng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922. Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922. Sau khi Đỗ Tú Tài ở Sài Gòn, do đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, ông không sang Pháp mà ra Hà Nội học, tốt nghiệp bằng kỹ sư công chánh năm 1942 và về làm việc tại Sài Gòn từ năm 1943. Theo chân người Anh, ông tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945 ngay từ những ngày đầu. Và khi Pháp quay lại xâm chiếm Nam Bộ, ông tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp nên Đường cầm súng đi kháng chiến. Vì sao con cái một gia đình đại địa chủ? Theo nhiều tài liệu thì gia đình Phạm Ngọc Thảo có hơn 4.000 mẫu đất và hàng ngàn bất động sản ở Nam Bộ, đồng thời là dân Tây và là công giáo toàn tòng, lại đồng loạt tham gia kháng chiến. Không chỉ tham gia kháng chiến mà còn đem hết gia sản ra ủng hộ kháng chiến. Sự đồng loạt hiếm có đó. Sự đồng loạt hiếm có đó là từ chính nghĩa của cách mạng, là từ truyền thống yêu nước của gia đình, xuất phát từ người ông của Phạm Ngọc Thảo. Ông nội của Phạm Ngọc Thảo là phụ Phạm Ngọc Lành, cụ Lành có thể nhiều tên khác, là một thương gia lớn ở Nam Bộ thời Pháp thuộc. Sau này con cháu gia nhập quốc tịch Pháp để tự vệ. Song cụ Lành sinh thời không những không dính dáng gì với người Pháp mà còn tích cực ủng hộ, hậu thuẫn cho các phong trào yêu nước chống Pháp từ trước khi có cách mạng. Ngay cả phong trào Cần Vương ở tận miền Trung cũng được cụ Lành gửi tiền của hậu thuẫn. Nhiều bậc tiền bối của cách mạng ở Nam Bộ đã dựa vào gia đình này để nhen nhóm phong trào, và khi cách mạng nổ ra, gia đình này đã nhẹ nhàng đem hết gia sản và con cái ra cống hiến. Thực ra, khi đất nước bị chia cắt thì một gia đình bị phân hóa cũng là bình thường. Mặt khác, sau này anh em Ngô Đình Diệm đã trọng dụng Phạm Ngọc Thảo. Không chỉ vì ông Thảo có tài năng, có tư cách, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến chắc chắn không mù. Họ biết rất rõ những người anh của Phạm Ngọc Thảo đang ở phía bên kia. Sau khi lên cầm quyền ở miền Nam, Ngô Đình Diệm thực hiện khẩu hiệu phản đế bài phong để xây dựng chế độ quốc gia cạnh tranh với những người cộng sản. Nhưng điều mỉa mai là hầu hết các tướng lãnh, sĩ quan và quan chức cao cấp chính quyền của họ đều là sản phẩm do người Pháp để lại. Anh em họ Ngô rất cần có những trí thức từng tham gia chống Pháp ở bên cạnh mình, và rất cần có sự hậu thuẫn của những gia đình có truyền thống yêu nước như gia đình Phạm Ngọc Thảo để làm đền móng cho chế độ. Phạm Ngọc Thảo và cấp trên của ông không bao giờ đánh giá thấp anh em Ngô Đình Diệm. Nếu đánh giá thấp đối phương thì không kể thể có được ván bài lật ngửa ngoạn mục như chúng ta đã biết. Nhưng đó là chuyện sau này. Năm 1946, ông được cử đi học trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây. Sau khi tốt nghiệp khóa một trường này, ông lập tức trở về miền Nam chiến đấu và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của kháng chiến như tiểu đoàn trưởng, trung đoàn phó, trưởng phòng mật vụ Nam Bộ. Năm 1949, Phạm Ngọc Thảo kết hôn với bà Phạm Thị Nhiệm, cũng là một trí thức tham gia kháng chiến. Bà Nhiệm là em gái giáo sư Phạm Thiều, lúc đó là giám đốc nhà giáo dục phổ thông Nam Bộ, sau khi tập kết ra Bắc làm đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại một số nước Đông Âu. Năm 1946 cũng là năm ông Lê Duẩn được Trung ương cử vào Nam làm bí thư xứ ủy Nam Bộ. Khi quân Pháp đổ bộ vào miền Nam, giữa sự vây giáp giáo giết của địch, chính Phạm Ngọc Thảo là người trực tiếp hộ vệ đưa ông Lê Duẩn từ Phú Yên, nơi đóng trụ sở Ủy ban Hành chính Kháng chiến miền Nam Việt Nam, về chiến trường Nam Bộ để lãnh đạo kháng chiến. Bản lĩnh, tài năng, mưu trí và phẩm chất của Phạm Ngọc Thảo trên chiến trường đã chinh phục niềm tin của vị bí thư xứ ủy. Cuộc hạnh ngộ này ảnh hưởng quyết định đến sứ mệnh sau này của ông. Dùng một trí thức con nhà công giáo đại địa chủ làm tiểm đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, thậm chí làm tướng cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm trưởng phòng mật vụ của cả Nam Bộ kháng chiến thì trừ ông Lê Duẩn không ai dám. Và điều này thì quả thật, ông Lê Duẩn có con mắt anh hùng đoán giữa trần ai. Trong những lúc nói chuyện với chúng tôi, ông Võ Văn Kiệt trước sau đều khâm phục tầm nhìn chiến lược và sự trông xa thế rộng của ông Lê Duẩn. Và ông cũng nhớ lại, không ít anh em cũng lo ngại về cách dùng người như vậy của anh ba. Điều đáng chú ý là những nhân vật như Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh, Lê Văn Kim cũng có vào chiến khu tham gia kháng chiến trong thời gian đầu, và họ đều được Phạm Ngọc Thảo huấn luyện về chiến tranh du kích.
nhưng họ đã quay lưng theo Pháp và trở thành những tướng lãnh quân đội Sài Gòn. Những người quen cũ đó sau này vừa lễ phục Phạm Ngọc Thảo, vừa coi ông là một đối thủ đáng gờm. Hiệp định Geneva được ký kết, Phạm Ngọc Thảo được đích thân bí thư xứ ủy Lê Duẩn chỉ định ở lại miền Nam với nhiệm vụ chiến lược là thâm nhập vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền Sài Gòn để phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước. Ông Lê Duẩn giới thiệu Phạm Ngọc Thảo với ông Mai Chí Thọ, lúc ấy là người phụ trách ban đặc tình xứ ủy, sau này là đại tướng, bộ trưởng bộ nội vụ. Hai người khác trong ban cùng có mặt là ông Mười Hương và ông Cao Đăng Chiếm, sau này là thượng tướng, thứ trưởng bộ nội vụ. Tuy ở lại hoạt động ở miền Nam, nhưng ông Mai Chí Thọ là người lừng lẫy, nên có quá nhiều người biết. Ông Cao Đăng Chiếm cũng vậy, đảng không cho phép vào sống ở Sài Gòn, chỉ có ông Mười Hương là có thể vào Sài Gòn sống hợp pháp, vì ông là cán bộ từ ngoài Bắc vào, không ai biết. Do đó, ông Mười Hương đã bàn bạc cụ thể với Phạm Ngọc Thảo về đường hướng, phương thức hoạt động và trực tiếp liên lạc với Phạm Ngọc Thảo ngay tại Sài Gòn. Ông Mười Hương trở thành người chỉ huy Phạm Ngọc Thảo trong thời kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian này rất ngắn, vì sau đó ông Mười Hương bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam ở Huế. Những bài báo gây sốc của Phạm Ngọc Thảo đã tạo một tiếng vang lớn. Chúng được giới quân sự, chính trị ở Sài Gòn cũng như các chuyên gia CIA và tình báo nước ngoài rất quan tâm. Họ soi rất kỹ để biết Phạm Ngọc Thảo là ai. Ngay cả cấp trên của ông Thảo cũng hồi hộp, lo lắng về nước cờ cao nhưng liều lĩnh của ông. Nước cờ cao này sẽ khiến cho những kẻ chống cộng tầm thường nghĩ ông là cộng sản nằm vùng. Dù bọn họ là số đông, nhưng ông không quan tâm, họ không phải là đối tượng để ông gửi thông điệp. Thông điệp mà Phạm Ngọc Thảo muốn gửi tới nhà Ngô Đình Nhu và bộ tham mưu cao cờ của ông Nhu, đặc biệt là Trần Kim Tuyến. Quả nhiên, những bài báo đó không lọt khỏi mắt xanh của Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến. Đây chính là thứ mà họ Ngô cần. Muốn xây dựng một quân đội thực sự là quân đội quốc gia thì không thể không dựa trên lý luận quân sự được trình bày trong những bài báo của Phạm Ngọc Thảo. Thông điệp mà Phạm Ngọc Thảo gửi tới phù hợp với đường lối chiến lược của anh em họ Ngô. Muốn chiến thắng cộng sản, muốn xây dựng một quân đội, một chế độ độc lập thì phải nằm theo cách của Việt Minh. Lịch sử đệ nhất Cộng Hòa sau này cho thấy, họ Ngô tuy nhận viện trợ của Mỹ nhưng không nghe lời Mỹ, không để người Mỹ can thiệp quá sâu vào chế độ, vì vậy mà bị Mỹ đạo diễn lật đổ. Và Phạm Ngọc Thảo bắt đầu được trọng dụng. Ông gia nhập đảng Cần Lao và được đưa vào ban tuyên huấn đảng này, được thăng quân hàm thiếu tá, rút về làm tại Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, tức cơ quan mật vụ phủ tổng thống, do Trần Kim Tuyến làm giám đốc. Văn phòng ông nằm ở cánh trái phủ tổng thống, bên cạnh văn phòng cố vấn Ngô Đình Nhu. Nếu tôi chỉ cho chính quyền bắt những đồng đội cũ của tôi thì tôi là kẻ tiểu nhân đáng khinh bỉ. Liệu những người quân tử như tổng thống và anh Nhu có thể trọng dụng những kẻ tiểu nhân đáng khinh bỉ như vậy không? Trích lời Phạm Ngọc Thảo nói với Ngô Đình Nhu. Việc Phạm Ngọc Thảo được trọng dụng khiến cho không ít nhân vật cao cấp trong chính quyền tức tối. Tướng Mai Hữu Xuân, giám đốc an ninh quân đội, không những nghi ngờ mà còn quả quyết rằng Phạm Ngọc Thảo chính là cộng sản, rằng cộng sản đang lũng loạn phủ tổng thống. Sau này ông ta nói với các thuộc cấp, mỗi lần vào dinh độc lập, tôi thấy cánh trái của dinh ửng lên đỏ loét. Nhưng báo cáo về Phạm Ngọc Thảo của các cơ quan an ninh cảnh sát đều bị bỏ ngoài tai. Ông Diệm, ông Nhu có cái lý của mình, hạng như Mai Hữu Xuân thì biết gì. Tuy nhiên, trong khi Ngô Đình Diệm hoàn toàn tin tưởng Phạm Ngọc Thảo, thì Ngô Đình Nhu vốn là con cáo già về chính trị, nên dù trọng dụng ông song chưa phải là hoàn toàn tin tưởng. Một lần, ông Nhu rủ ông Thảo đi chơi bằng cano trên sông Cửu Long. Ông Nhu đột ngột hỏi, nhiều cán bộ Việt Minh sau Hiệp định Geneva về làm việc cho quốc gia, họ chỉ cho quốc gia bắt được nhiều cán bộ cộng sản nằm vùng quan trọng. Anh Thảo về làm việc cho quốc gia được một thời gian rồi, sao chưa thấy anh Thảo chỉ bắt được ai? Câu hỏi thật hoắc búa, nhưng Phạm Ngọc Thảo không hề lúng túng. Ông bình thản nói, trước đây đi kháng chiến, tôi hợp tác với người cộng sản dưới ngọn cờ Việt Minh đánh Tây để giải phóng tổ quốc. Nay đất nước chia đôi, miền Bắc giao cho cộng sản, miền Nam giao cho quốc gia. Tổng thống và anh Nhu là người quốc gia yêu nước, muốn kiến thiết lại xứ sở sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá, nên tôi đem hết sức lực làm việc cho Tổng thống. Tôi nghĩ Tổng thống và anh Nhu là những người quân tử, dùng người theo cách của người quân tử. Nếu tôi chỉ cho chính quyền bắt những đồng đội cũ của tôi thì tôi là kẻ tiểu nhân đáng khinh bỉ. Liệu những người quân tử như Tổng thống và anh có thể trọng dụng được kẻ tiểu nhân đáng khinh bỉ như vậy không? Ngô Đình Nhu đuối lý nhưng rất thích câu trả lời đó, bảo chỉ hỏi đùa vậy thôi và xin lỗi ông Thảo.
tại các cuộc họp của đảng Cần Lao, trong khi những người khác chỉ nói theo không ai dám làm trái ý Ngô Đình Nhu, thì Phạm Ngọc Thảo lại rất thẳng thắn. Sự thẳng thắn đó làm Ngô Đình Nhu rất hài lòng. Một lần ra hành lang cuộc họp, Ngô Đình Nhu nói với những người thân cận về Phạm Ngọc Thảo: "Thằng này đúng là thằng dân tộc chủ nghĩa đậm chất Nam Bộ." Lời nhận xét đó được một cơ sở của ta nghe được và nói lại với ông Mười Hương. Phạm Ngọc Thảo còn phản đối những hành vi vô nhân đạo trong chính sách tố cộng của Ngô Đình Diệm. Họ Ngô đề cao chính sách thân dân mà hành xử thì lên máy chém sát hại người yêu nước. Ông nói với Đức Cha Thục rằng việc chống cộng kiểu này là thua cộng sản, rằng chống cộng càng tàn bạo bao nhiêu càng khiến cho dân chúng thấy Việt Minh nhân ái hơn bấy nhiêu. Ngô Đình Thục tán đồng ý kiến này và thuật lại với Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm thấy có lý. Đó là một trong những lý do Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, Bến Tre vào đầu năm 1961, nơi đang diễn ra cuộc đồng khởi lịch sử. Lúc này ông được thăng hàm trung tá. Nhiều người cho rằng vì họ Ngô còn nghi kỵ Phạm Ngọc Thảo nên mới đưa ông đến Kiến Hòa để thử thách lòng trung thành. Nhưng theo chúng tôi thì không thể như vậy. Không người cầm quyền nào đem sự thành bại của chế độ ra mà thử thách thuộc hạ. Ngô Đình Diệm muốn Phạm Ngọc Thảo áp dụng chính sách thân dân của ông ngay trong vùng nước sôi lửa bỏng. Về làm tỉnh trưởng một thời gian, ông Thảo thả hơn 2.000 tù chính trị, trong đó có ông Võ Viết Thanh, sau này là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nói là thực hiện chính sách thân dân của Ngô Tổng thống, bất chấp những lời tố cáo liên tục gửi về Sài Gòn. Theo tài liệu ghi chép của ông Sáu Chí, trưởng công an Kiến Hòa lúc đó đã báo cáo với Thiếu tướng Nguyễn Văn Là, Tổng giám đốc công an cảnh sát như sau: "Ông tỉnh trưởng này khả nghi quá. Những cuộc hành quân bố giáp của ngành an ninh trong vùng cộng sản mới chiếm đã bắt được nhiều người đem về để rà soát, tìm những tên đầu sỏ nhằm tiêu diệt lực lượng cộng sản từ cơ sở. Nhưng chúng tôi chưa kịp thẩm vấn ai, chưa kịp làm gì thì ông cho thả gần như 99%. Không có cơ quan an ninh nào muốn làm việc nữa. Nếu hành quân đem về buổi chiều, ông bảo đem số người bị bắt vào dinh ổng nghỉ ngơi tạm. Mấy bà già và phụ nữ lớn tuổi, ông đem lên lầu ở, số còn lại ở bên dưới, ban đêm nấu cháo gà đãi, sáng ra ông cho tập hợp lại, đến nói chuyện chính trị, tuyên truyền chính sách thân dân của Ngô Tổng thống, xong rồi cho thả về hết, có người còn được cấp tiền xe." Thiếu tướng Là cắt ngang ngao ngán, Tổng thống khen Phạm Ngọc Thảo hết lời, bảo tỉnh trưởng các tỉnh toàn quốc đến Kiến Hòa học cách làm của Trung tá Thảo. Quân sự và thực tiễn sinh động của một nhà cầm quân nhưng lại gây sốc, công khai ca ngợi chiến công chống ngoại xâm và hành động vì dân vì nước của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, lên án những hành vi phi nghĩa của quân đội phản nhân dân. Bị cách mạng ám sát, ông Thảo chụp trái lựu đạn đang xì khói, lúng túng không biết xử lý làm sao. Nếu liệng ra bên ngoài thì chết dân, liệng bên phải, bên trái thì nằm chết đàn thiếu ni nhà thờ. Hành động của Phạm Ngọc Thảo tại Bến Tre như thả tù chính trị và khôn khéo lái các cuộc hành quân tảo thanh vào chỗ không người đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn lực lượng cách mạng, tạo điều kiện mở rộng cuộc đồng khởi ở miền Nam. Nhưng đó là nhận định sau này, khi đã biết Phạm Ngọc Thảo là người của ta. Còn lúc đó nhận định của tỉnh ủy Bến Tre thì hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi đã gặp một trong hai người trực tiếp ném lựu đạn giết Phạm Ngọc Thảo, đó là ông Đặng Quốc Tuấn, tức Sáu Tuấn, sau này là tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, rồi làm giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre cho đến khi về hưu. Người kia là ông Ngô Văn Thiều đã qua đời. Hôm đó là ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, 26 tháng 10 năm 1961. Một cuộc meeting lớn biểu dương lực lượng được tổ chức tại quảng trường An Hội, ngay đầu cầu Bến Tre 1, chợ Vườn Hoa bây giờ. Người giao nhiệm vụ là ông Hai Trung, tỉnh ủy viên phụ trách thị ủy. Nhiệm vụ ông Hai Trung giao trực tiếp cho ông Thiều đã thoát ly cùng 5 trái lựu đạn, 3 trái nội hóa, 2 trái MK2 của Mỹ. Ông Thiều giao nhiệm vụ lại cho ông Sáu Tuấn, lúc đó 17 tuổi đang học đệ tam, tức là lớp 10. Mỗi ông cầm một trái lựu đạn MK2, 3 trái kia để ở nhà ông Thiều. Ông Thiều đứng tại vị trí ngay tại trụ sở báo đồng khởi bây giờ, còn ông Sáu Tuấn đứng cách 10 mét. Theo hợp đồng, ông Thiều sẽ ném trước, ông Sáu Tuấn ném tiếp theo, ném xong chạy về tập kết tại nhà ông Thiều ở thị xã. Ông Sáu Tuấn kể: "Sau khi ông Thảo đọc diễn văn, lúc đó khoảng 8 giờ 30, tới phần diễu hành, tất cả quan khách đứng lên nhìn về phía diễu hành. Ông Thiều liệng một trái, lựu đạn rơi cách ông Thảo 1,5 mét, không thấy nổ. Tôi liệng tiếp một trái cách ông Thảo 5 mét rồi bỏ chạy, cũng không nổ luôn. Lúc đó bọn tôi bỏ chạy không để ý.
Sau giải phóng, chị Nhiệm vợ ông Thảo về Bến Tre gặp chúng tôi có nói lại mới biết. Lúc đó ông Thảo chụp trái lựu đạn đang xìu khói, lúng túng không biết xử lý làm sao. Nếu liệng ra bên ngoài thì chết dân, liệng bên phải bên trái thì chết giàn thiếu nhi nhà thờ. Đang không biết làm sao thì thấy khói dần dần mỏng ra. Ông biết lựu đạn lép nên nắm chặt luôn. Tôi chưa biết ông Thiều bị bắt tại chỗ nên chạy về nhà ông Thiều định lấy tiếp ba trái còn lại. Dù cho tôi, tại nhà ông Thiều đã có mật báo dẫn người nên ém. Tôi đến bọn chúng giữ lại, chưa bắt ngay. Chúng vào nhà xét, lấy ba trái lựu đạn và chiếc cặp da đi học tôi để ở nhà ông Thiều. Vì cái cặp da có dấu cây súng trước đây tôi để trong cặp nên tôi bị bắt và bị đánh tại chỗ. Tôi và ông Thiều bị giam riêng. Do không lường trước và bị bắt nên chưa thống nhất cách khai, vì vậy mỗi người nói một phách. 20 ngày sau khi giam chung mới thống nhất lại. Sau khi bị bắt một tuần, ông Thảo có gặp hai ông. Lần đó, một cố vấn Mỹ thẩm vấn, ông Thảo làm phiên dịch. Hỏi, tại sao là học sinh mà đi ám sát tỉnh trưởng ngay tại ngày Quốc Khánh? Có phải Cộng sản giao việc không? Ai là người giao việc? Trả lời, do chính quyền độc ác, đàn áp ức hiếp hại dân. Chúng tôi học tập gương của Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học đứng lên đấu tranh, không liên quan gì tới Cộng sản, không có ai giao việc quả. Ông Thảo dịch như thế nào ông Sáu Tuấn không biết. Ông Thảo chỉ nói với hai ông, các em còn nhỏ, phải lo chuyện học hành, chính trị là chuyện của người lớn, sau này lớn lên muốn làm gì thì làm. Lần thứ hai ông Thảo đến hỏi thăm trước khi đưa về Chí Hòa. Tháng 3 năm sau, Tòa án quân sự đặc biệt mở phiên tòa xử hai ông theo luật 10/59. Một đại tá tên Khoa làm công tố. Do có sự vận động của phong trào yêu nước ở Sài Gòn nên luật sư Trịnh Đình Thảo đến bào chữa cho hai ông. Tuy nhiên hai ông tự cãi là chính. Hai ông tố cáo sự tàn bạo của chế độ và dõng dạc nói: tụi tôi không phải là Việt Cộng, nhưng nếu được Việt Cộng tổ chức làm như vậy tụi tôi cũng tham gia. Hai ông còn lên án phiên tòa vi phạm luật quốc tế, xử vị thành niên chưa 18 tuổi. Đại tá Khoa rút gươm lệnh ra nói lớn: 18 tuổi là luật Cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa xử 13 tuổi. Do những gì cần cãi hai ông đã tự cãi rồi, nên luật sư Trịnh Đình Thảo chỉ đề nghị khoan hồng. Hai ông bị kết án mỗi người 20 năm tù, đưa về Chí Hòa, sau đó đưa ra Côn Đảo, chung một chuyến đi với những người tù nổi tiếng như Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư. Ngoài Côn Đảo, hai ông đấu tranh, chống chào cờ, được kết nạp đảng trong tù. Năm 1965, sau khi ông Thảo bị sát hại, bỗng nhiên hai ông được đưa về Chí Hòa. Lúc ấy anh em trong tù nhận định hai khả năng, hoặc là được thả, hoặc là tăng án lên tử hình. Lúc đó hai ông đã chống chào cờ rồi. Về Chí Hòa chúng chỉ yêu cầu hai ông chào cờ, nhưng hai ông dứt khoát không chịu, mà chống chào cờ là tự nhận là Cộng sản. Nên dù ông Thảo có là Cộng sản đi chăng nữa thì tội của hai ông cũng không nhẹ đi được. Do đó sau 20 ngày chúng đưa trở lại Côn Đảo, ông Thiều được thả năm 1973, thoát ly lên chiến khu. Sau giải phóng làm cán bộ ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, qua đời năm 1984 vì bệnh. Còn ông Sáu Tuấn đến ngày giải phóng mới về. Chúng tôi hỏi ông Sáu Tuấn, có phải hai trái lựu đạn không nổ là do tổ chức bố trí để ám sát giả? Trả lời, không có chuyện đó, ám sát ông Thảo là thật. Lựu đạn thối, có khả năng là nội gián của địch trong công binh, xưởng lúc kiểm tra lựu đạn. Sau này ta đã bắt được một ông, làm cho lựu đạn không nổ rất đơn giản. Chỉ cần nhúng sáp đèn cầy vào tim cháy chậm, khi giật nửa cháy nên khiến cho sáp chảy ra bít ngòi nổ. Hỏi, tại sao tỉnh ủy phải quyết giết ông Thảo? Trả lời, mãi sau này mới biết ông Thảo có công lớn, chứ theo nhận định của tỉnh ủy lúc đó, thì khi phong trào đồng khởi đang lên, mà ông Thảo lại thả tù. Người mới bắt thì đối xử tử tế, gom vào sân vận động, giải thích rồi cho về hết, làm nhụt ý chí chiến đấu của quần chúng. Đó là tên tỉnh trưởng mị dân rất nguy hiểm, cần phải trừ khử. Vì giết ông Thảo mà Sáu Tuấn ở tù 14 năm, 17 tuổi vào tù, ra tù 31 tuổi. Bà Phạm Thị Nhiệm thỉnh thoảng về nước đến Bến Tre thăm lại những kỷ niệm xưa, đều thăm ông Sáu Tuấn. Bà nói, ngày xưa anh Thảo vẫn nhắc đến tụi mày. Các con ông Thảo cũng có về. Ông Tuấn nói, con ông Thảo một đứa sinh ở Bến Tre, một đứa khác vừa rồi về cưới vợ, nghe đâu ở An Giang. Suýt làm Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Cái ông Phạm Ngọc Thảo này rất lạ. Hồi đó nhiều người nghĩ ông là Cộng sản, nhưng lạ là không ai làm gì được ông. Ông nói nhỏ nhẹ và rất thuyết phục, ai cũng nghe. Năm 1965, tôi mà không ngăn cản thì ông đã làm Thủ tướng rồi. Lời của ông Nguyễn Cao Kỳ nói với Thanh Niên:
Năm 1962, sau khi thôi làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, sang Mỹ học một khóa quân sự cao cấp, Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm thanh tra ấp chiến lược trực thuộc phủ tổng thống. Thời gian này, mối quan hệ giữa ông với ông Trần Kim Tuyến và Huỳnh Văn Lang càng thân thiết. Với sức thuyết phục mạnh mẽ của một nhà quân sự vừa có trình độ vừa chân thành vốn có, ông được nhiều sĩ quan có tinh thần dân tộc ngưỡng mộ. Trong những năm 1962-1963, giữa lúc phong trào đồng khởi lan rộng ở nông thôn, chính trường miền Nam Việt Nam trở nên rối ren. Gia đình nhà họ Ngô vừa cai trị độc tài, vừa muốn thoát khỏi sự can thiệp của người Mỹ. Tình hình này khiến cho phong trào đấu tranh của quần chúng ở đô thị dâng cao. Người Mỹ thì muốn gạt bỏ gia đình nhà họ Ngô để thay vào đó giới lãnh đạo thân Mỹ, nhằm biến miền Nam thực sự là một tiền đồn chống cộng. Biết trước sau gì, gia đình nhà họ Ngô cũng bị người Mỹ lật đổ. Để dựng nên một chính quyền nguy hiểm hơn, Phạm Ngọc Thảo cùng với Trần Kim Tuyến, Huỳnh Văn Lang lên một kế hoạch đảo chính với mục tiêu cải sửa chế độ nhằm vô hiệu hóa ý đồ của người Mỹ. Theo kế hoạch này, lực lượng đảo chính sẽ vẫn giữ Ngô Đình Diệm làm tổng thống, chỉ buộc Ngô Đình Nhu ra nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch bị lộ, Trần Kim Tuyến bị đưa đi làm lãnh sự ở Ai Cập. Ngô Đình Nhu không tin Phạm Ngọc Thảo tham gia kế hoạch này. Thứ nhất là ông Nhu không tin ông Thảo phản bội, thứ hai là ông Thảo không có quân. Thực ra lúc đó ông Thảo đã được nhiều sĩ quan chỉ huy ở quân đoàn 3, quân đoàn 4, một số đơn vị biệt động quân, bảo an hậu thuẫn. Cuộc đảo chính không thành chủ yếu là do thành phần đảo chính không phải là những người Mỹ có thể nắm được. Và như chúng ta đã biết, ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm tướng lĩnh do Mỹ bật đèn xanh đã tiến hành đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Anh em ông Nhiệm và ông Nhu bị chết thảm, Hội đồng Quân dân Cách mạng do tướng Dương Văn Minh đứng lên cầm đầu. Phạm Ngọc Thảo dù không chủ động tham gia cuộc đảo chính này, vẫn được Hội đồng Quân nhân Cách mạng cử làm tùy viên báo chí, sau đó được cử sang Mỹ tu nghiệp. Hội đồng Quân dân Cách mạng cầm quyền được 2 tháng, đã bị Nguyễn Khánh và tướng Trần Thiện Khiêm hai lần chỉnh lý, thâu tóm mọi quyền lực. Lên cầm quyền, Nguyễn Khánh giúp Phạm Ngọc Thảo về nước, cử làm giám đốc báo chí, phát ngôn viên chính phủ. Lúc này ông đã được thăng đại tá. Mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh trong giới cầm quyền ngày càng gay gắt. Nguyễn Khánh tiếp tục loại Trần Thiện Khiêm, đưa ông tướng này đi làm đại sứ tại Mỹ. Phạm Ngọc Thảo cũng được đưa sang Mỹ làm tùy viên văn hóa, quân sự vào đầu tháng 10 năm 1964. Ông đưa luôn vợ con sang, họ định cư ở Mỹ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sau đó nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nên cuối năm 1964, Nguyễn Khánh ra lệnh triệu hồi Phạm Ngọc Thảo về nước, với ý đồ sẽ bắt ông tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phạm Ngọc Thảo đã khôn khéo, không về đúng giờ bay dự định nên thoát. Có mặt ở Sài Gòn, ông bí mật móc nối, tổ chức lực lượng kéo tướng Lâm Văn Phát và hàng chục sĩ quan khác tiến hành cuộc đảo chính, ngày 19 tháng 2 năm 1965. Điều kỳ lạ là lúc đó Phạm Ngọc Thảo, tuy là đại tá không cầm quân và đang bị Nguyễn Khánh truy bắt, lại có thể tổ chức và chỉ huy một lực lượng không dưới một sư đoàn làm binh biến, gồm các đơn vị thiết giáp với 4-5 xe tăng và thiết giáp, các đơn vị địa phương quân, lực lượng của trường bộ binh Thủ Đức và chủ lực là trung đoàn 46 thuộc sư đoàn 25 bộ binh. Cuộc binh biến do tướng Lâm Văn Phát cầm đầu về danh nghĩa, còn thực tế do Phạm Ngọc Thảo tổ chức và chỉ huy. Sau này người ta gọi ông là Tư lệnh Hành quân, ngày 19 tháng 2. Chỉ trong một ngày, lực lượng đảo chính đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Trại Lê Văn Duyệt, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng tiếc là do một số sơ sót trong hợp đồng tác chiến, Nguyễn Khánh đã được Tư lệnh Không quân, lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ, cứu thoát. Chúng tôi có dịp gặp ông Nguyễn Cao Kỳ năm 2008, hỏi về sự kiện này, ông Nguyễn Cao Kỳ nói: "Cái ông Phạm Ngọc Thảo này rất lạ. Hồi đó nhiều người nghĩ ông là cộng sản, nhưng lạ là không ai làm gì được ông. Ông nói nhỏ nhẹ, rất thuyết phục, ai cũng nghe. Năm 1965, tôi mà không ngăn cản thì ông đã làm thủ tướng rồi." Ngẫm một hồi, ông Kỳ nhớ lại, cuộc đảo chính diễn ra bất ngờ đến mức tôi không kịp mặc áo, chỉ mặc may ô trôi hàng rào thép gai ra lấy máy bay chạy về Biên Hòa. Sau đó ông Thảo lên Biên Hòa gặp tôi, cùng đi có một đại tá Mỹ, ông thuyết phục tôi ủng hộ quân đảo chính. Nói thật ra là tôi không ưa gì Nguyễn Khánh, nhưng quân đội đánh nhau tôi không đồng ý. Tôi bảo các anh phải cho quân về ngay doanh trại, đến 5 giờ chiều mà không rút quân tôi sẽ cho máy bay ném bom. Đó là lý do khiến cuộc đảo chính thất bại. Tuy nhiên, Nguyễn Khánh cũng bị loại,
Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kình và một số tướng lãnh được sự hậu thuẫn của người Mỹ đã nửa gió phất cờ, họp hội đồng tướng lãnh buộc Nguyễn Khoánh từ chức và trục xuất ông này ra nước ngoài với danh nghĩa là đại sứ lưu động. Cử tướng Nguyễn Chánh Thi làm chỉ huy chống đảo chính, ra lệnh cho Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát cùng 13 sĩ quan đầu sỏ tham gia đảo chính trong vòng 24 giờ phải ra trình diện. Phạm Ngọc Thảo, tướng Lâm Văn Phát, trung tá Lê Hoàng Thao, trung đoàn trưởng trung đoàn 46 bỏ trốn. Tháng 6 năm 1965, Hội đồng tướng lĩnh giải tán chính phủ dân sự của Phan Huy Quát, đưa tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia tương đương quốc trưởng. Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương tương đương thủ tướng. Chính quyền Thiệu Kỳ lập tòa án quân sự để xử những người tham gia đảo chính. Phạm Ngọc Thảo bị kết án tử hình vắng mặt. Chúng treo giải thưởng 3 triệu đồng cho ai bắt được ông. Lúc này tuy ông phải lẩn tránh sự truy bắt của chính quyền nhưng vẫn còn nắm được một tiểu đoàn. Ông liên lạc với ông Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt gặp ông và ngợ gợi ý cho ông ra chiến khu cho an toàn, có thể dẫn theo tiểu đoàn này với danh nghĩa binh biến ly khai. Tuy nhiên, ông cho biết ông vẫn còn khả năng tổ chức đảo chính để ngăn chặn chính quyền quân Việt, rước quân viễn chinh Mỹ vào gây tội ác. Ông Võ Văn Kiệt đồng ý. Phạm Ngọc Thảo tiếp tục hoạt động bí mật ở Sài Gòn, cho xuất bản tờ Việt Tiến để tập hợp lực lượng. Ông được các giám mục, linh mục, giáo dân công giáo cùng bạn bè trong và ngoài quân đội giúp đỡ và bảo vệ. Còn ông Nguyễn Văn Thiệu, sau khi lên nắm chính quyền, thấy rõ Phạm Ngọc Thảo là mối đe dọa nguy hiểm đến vị trí quyền lực của mình, nên quyết tìm mọi cách tiêu diệt ông để trừ hậu họa. Cái chết bi thảm và sứ mệnh hoàn hảo. Tôi biết chắc, những người có dụng ý loại trừ Thảo không muốn chuyện bắt bớ kéo dài, kéo theo nhiều chuyện lôi thôi, bởi họ không thể không biết đại tá Phạm Ngọc Thảo rất được cảm tình và sự che chở của nhiều chức sắc cao cấp công giáo. Theo linh mục Nguyễn Quang Lãm, chúng tôi hỏi ông Nguyễn Cao Kỳ, ai đã giết Phạm Ngọc Thảo? Ông Kỳ trả lời, sau lần tiếp xúc ở Biên Hòa, tôi không gặp Phạm Ngọc Thảo nữa và không quan tâm đến chuyện của ông ấy. Hỏi, hồi đó mọi người đều nói tướng Nguyễn Ngọc Loan tự tay giết chết Phạm Ngọc Thảo, mà tướng Loan từng là người thân cận của ông. Ông Kỳ trả lời, tôi không biết ông Loan có giết ông Thảo hay không, nhưng mọi quyết định đều do ông Thiệu. Mọi quyết định đều do ông Thiệu. Ông Kỳ nói đúng, nhưng ông Kỳ nói ông không quan tâm đến ông Thảo thì chưa chắc đúng. Linh mục Nguyễn Quang Lãm, chủ bút báo Xây Dựng, là người có tình cảm đặc biệt đối với Phạm Ngọc Thảo. Ông không những che chở, giữ liên lạc và làm tất cả những gì có thể để giúp được Phạm Ngọc Thảo mọi lúc mọi nơi, mà còn đăng công khai trên báo chí những điều tốt đẹp nhất về Phạm Ngọc Thảo. Dù ai có nói ông Thảo là cộng sản, ông cũng mặc kệ. Sau khi ông Thảo bị giết hại, báo Xây Dựng của cha Lãm đã đăng loạt bài điều tra 40 kỳ về cái chết của ông. Chưa hết, gần 10 năm sau, vào năm 1974, cha Lãm còn viết một loạt bài nhiều kỳ đăng trên báo Hòa Bình, lại đề cập đến việc ai đã giết Phạm Ngọc Thảo, ai đã bắn đứng Phạm Ngọc Thảo. Theo cha Lãm thì, đại tá Phạm Ngọc Thảo là người can đảm, một kẻ dám làm, một cái gì, một người có những tư tưởng lạ, những tư tưởng lớn về chuyện đất nước. Ông nghĩ vậy và ông nghĩ rằng ông Nguyễn Cao Kỳ cũng có thể nghĩ như ông, vì ông biết ông Kỳ rất muốn gặp Phạm Ngọc Thảo sau cuộc đảo chính. Cha Lãm muốn đưa ông Thảo đến trại Phi Long, căn cứ không quân gặp ông Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng vì mỗi lần gặp ông Kỳ cứ nhắc đi nhắc lại, anh ta đâu, một cách sốt sắng, nên vị linh mục đâm ra cảnh giác. Nhỡ ra tướng Kỳ nổi hứng hay nổi đoá giữ Phạm Ngọc Thảo lại nộp cho cơ quan an ninh thì sao? Vì vậy, thay vì đưa ông Thảo đến, cha Lãm đến gặp ông Kỳ đề nghị đưa ông Kỳ đến gặp ông Thảo tại một địa điểm bí mật với điều kiện. Phải đi một mình, không cho cận vệ đi kèm, không dắt súng lục, không nhấc điện thoại gọi về nhà dù chỉ là bảo hôm nay không về ăn cơm nhà. Hôm đó ông Kỳ ok nhưng bảo đang bận, hôm nay không đi được. Cha Lãm thuật lại chuyện này với Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông Thảo bảo cha không cần cẩn thận trọng như thế, rằng ông có thể đến gặp ông Kỳ được, rằng mời ông ta ra chỉ cho thấy mình yếu bóng vía và không tin cậy ông ta. Hai hôm sau, cha Lãm tới nơi ông Thảo nánh lại tại một cao ốc trên đường Ngô Đức Kế để đưa ông Thảo vào trại Phi Long, thì ông Thảo đã rời khỏi chỗ này rồi. Do bị nộ, an ninh đến lục xét. Một tuần sau, cha Lãm mới hết lo lắng khi ông Thảo nhắn cha lên Biên Hòa và cho biết mình đang ở chỗ xứ cha Cường. Vị linh mục kể lại chuyện này kèm theo những lời trìu mến. Chỉ tội ở đó không có điện thoại, để con người nằm cách mạng đó móc nối liên lạc với các đồng chí, và lúc buồn có thể nói được dăm ba câu với một vài người đẹp.
Nhưng 3 tuần sau, ngày 17 tháng 7 năm 1965, cha Lãm nhận được điện thoại của một ký giả làm cho một hãng thông tấn ngoại quốc báo tin ông Thảo đã bị giết rồi. Tài liệu chính thức của ta hiện nay đều nói về cái chết của Phạm Ngọc Thảo. Ông bị an ninh chính quyền Sài Gòn bắt đem đi thủ tiêu vào ngày 15 tháng 7, nhưng ông chỉ bị thương nặng, được các ninh mục và nữ tu đem về tu viện chăm sóc. Sau đó nhà cầm quyền truy lùng tung tích và bắt ông đưa về cơ quan an ninh quân đội vào ngày 16 tháng 7. Tại đây, Nguyễn Ngọc Loan và thuộc hạ đã tra tấn và bắt. Nguyễn Ngọc Loan và thuộc hạ đã tra tấn và bóp hạ bộ ông cho đến chết ngay trong đêm hôm đó. Báo chí và dư luận ở Sài Gòn trước giải phóng cũng nói như vậy. Chính cha Lãm đã trực tiếp gặp Nguyễn Ngọc Loan để hỏi cho ra nhẽ. Tướng Loan chối, bảo rằng không có chuyện đó, rằng ông Thảo chết là do bị thương quá nặng. Thậm chí ông ta còn nói mình không liên quan đến chuyện bắt bớ ông Thảo. Vị ninh mục nói ông đã đem lời tướng Loan kể lại cho đàn em và bạn bè Phạm Ngọc Thảo, nhưng không ai tin. Người ta sẵn sàng tin là tướng Loan nói thật, nhưng đó là sự thật ghi trên các phúc trình, báo cáo biên bản của bác sĩ. Cha Lãm còn cho hay, Phạm Ngọc Thảo thường thay đổi chỗ ở với những hành tung lạ lùng, có khi ông ở ngay gần bốt cảnh sát, ở chỗ nào ông cũng cho cha Lãm biết. Cuối cùng, khi những nơi khác không an toàn, ông về xứ Đa Minh của cha Cường ở Thủ Đức, rồi đến trú tại viện Phước Sơn. Tại đây cha Lãm cũng làm hết sức mình để được an toàn nhất cho ông. Ông được các ninh mục hết lòng bảo vệ. Tuy nhiên, theo cha Lãm thì chính lòng tốt và sự thật thà của các ninh mục bảo vệ ông đã khiến ông bị lộ. Khi ông bị thủ tiêu không chết, được các ninh mục đưa về giáo xứ Đa Minh cứu chữa, bọn chúng cũng lần theo linh mục để truy tìm ông. Cha Lãm cho biết thêm, khi bọn chúng cấp tốc đưa Phạm Ngọc Thảo về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trong tình trạng bị thương rất nặng, một chiếc trực thăng H-34 chở ông thẳng về Bộ Tổng Tham mưu. Tại đây, người của Nguyễn Ngọc Loan đã chờ sẵn, lúc đó là 7 giờ tối ngày 16 tháng 7. Trên quốc lộ 4, những người thân của Phạm Ngọc Thảo cũng rú ga xe chạy đến Mỹ Tho và Cần Thơ gặp hai vị giám mục. Đã có những cú điện thoại gọi về trong đêm cho Trung tướng Thiệu, nhưng ngay trong đêm ông Thảo đã chết rồi. Vị ninh mục còn viết tiếp, tôi biết chắc những người có dụng ý loại trừ Thảo không muốn chuyện bắt bớ kéo dài kéo theo nhiều chuyện nôi thôi, bởi họ không thể biết đại tá Phạm Ngọc Thảo rất được cảm tình và sự che chở của nhiều người, nhiều chức sắc cao cấp công giáo. Nếu Phạm Ngọc Thảo bị giải về Sài Gòn, chờ ngày ra tòa lãnh án thì tất nhiên sẽ có nhiều tiếng nói can thiệp, nhiều áp lực ngay cả do phía tòa đại sứ Mỹ. Vì vậy, biện pháp áp dụng là thủ tiêu ngay.